Thì xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ này là 8 giờ cô chú anh chị, 2 giờ chồng Thủy mới đi bán về, mưa tầm tã luôn. Hôm nay là ngày thứ sáu. Trời ơi quá trời mưa luôn cô chú anh chị ơi. Không có bán được cái gì hết trơn, ảnh hưởng bão á cô chú anh chị. Cho nên nó là đi về mắc mưa đâu có dọn được đâu, phải ngồi đó chờ đau lưng muốn chết luôn, ngồi chờ tạnh mưa rồi chuyển hàng về. Trong thời gian tạnh mưa rồi Thủy lại anh mãi chuyển hàng về lại mưa to xuống tiếp Nó tục học lên thế hả kế vậy. Rồi lỡ ướt rồi rồi chuyển về luôn cô chú chị, cho ướt luôn, về tắm rửa. Anh mãi anh đi trên đường về anh mua 2 tô bún mắm, còn mấy đứa nhỏ hồi chiều nó ăn cơm hết rồi cô chú anh chị. Giờ để Thủy quay bún mắm cho cô chú anh chị 2 tô rất là ngon hấp dẫn không. đó. Cô chú anh chị thấy không, 2 tô bún mắm rất là ngon luôn cô chú anh chị. Đây là một chén nước chấm mặn và bên này là một chén nước me nha, nước chấm me, và 2 tô bún mắm nè cô chú anh chị. Cái bịch rau sống rất là ngon và hấp dẫn luôn ha cô chú anh chị ha. Đó cô chú anh chị thấy ngon ha, bún mắm chỗ này bán 35.000 tô rất là ngon luôn nha cô chú anh chị. Ở đường Nguyễn Văn Khả, đường đi ra ngoài cầu vượt Củ Chi cô chú anh chị ơi. Đây là rau thì sẽ bỏ miếng rau vô, còn cái này là rau bún riêu hồi chiều mua cho em Thiên với em Pháp, mà em Thiên em Pháp nói là con ăn hết luôn, tưởng là ăn không hết ai về ăn hết luôn cô chú anh chị. Em Pháp thì nói con ăn 5 chén, còn em Thiên nói là em Pháp ăn nhiều hơn con nữa, Pháp ăn được hơn em Thiên ăn ít hơn. Thì mời ông bà cô chú anh chị ăn bún mắm với Thủy nha. Đây là chả cá Nha Trang nè, trong cái tô bún mắm này nó có cá và có tôm, có mực, có hải sản, ngon lắm. Mình muốn chấm mắm me thì mình chấm, mình muốn chấm mắm mặn thì mình chấm cô chú anh chị. Đói bụng rồi cô chú anh chị à. Từ từ năm làm không? Ngon. Anh mãi anh không có thích ăn chả cá, anh gấp qua cho thử. Dầu sống có dầu đắng kèo nèo. Rồi dầu dầu sống có bông súng. Anh gấp đồ ăn ba giùm em hết rồi, anh đâu ăn hết, ăn bún nè. Ở trong miền Nam á, ở miền Tây là đặc sản bún mắm, lẩu mắm này. Chấm mắm đi cho anh không ăn rau á. Chấm mắm me rất mặn nha, gấp qua cho anh nha, chứ em đâu có ăn hết, em thích ăn mắm nước thịt.
ngon cá nữa. Em không thích ăn mấy cá này, anh ăn cá anh để lại cho em mấy miếng cá này đi. Ngon. Cảm ơn nữa. Anh chạy qua chạy lại nó đổ cái bàn ủa. Tóp bình quá trời. Hình chó đồ nhà này thế nào? Kệ nó chứ giờ hả? Kệ nó đi. Mặt. Anh ăn con tôm này thôi. Còn không anh ăn cái ấy đi. Ngon. Con cái mặt này xì mà mẹ con tốn con. Con phải mặt lớn không? Dạ. Trời ơi, tôm nó tươi rói luôn. Cho hai nhỏ lớn mặt có mặt khó chịu tự nhiên nghĩ mua không hay là con hiểu con cũng còn nhỏ mà mới lớn không mua cứ lại đeo kỹ thuật mà xuống cùng mặt quá ốm quá. Nhưng mà có đeo viên thật là không? Cô có là bạn nhà con nhung xì. Ờ để đứa nào nó lỡ nó chơi tụt cái quần cái là thấy hết. Mà con phải là con viên thật. Nó chặt. Như cầm ca thôi đừng để đó nữa nha, chó làm đổ rồi đó. Như như con mặc áo trên đấy con. Bộ đồ thể dục sau sau nịch được. Lâu lắm rồi. Hai anh này chưa không ăn hủ ngon bún riêu giờ ăn hết. Nó vô cái năm ngàn điểm thêm. Ba bịch bún ăn không nói gì á. Anh mãi ăn xong rồi. Ngon. Ew.
đó nha. Rồi. Em Thiên với em Pháp á cô chú anh chị. Cô giáo về, cô giáo biểu về ủi phù hiệu. Thì nói là để cho Diệu Huyền ủi dùng nha, nhưng mà em Thiên á tự ủi. Nói là không, thì nói, thì nói là hai đứa con không có biết ủi, thì em Thiên nói là không biết thì cũng làm cho biết. Giờ lớn rồi, không có như hồi nhờ đó nữa. Tự lập. Thì thấy tội quá, sợ mà cầm cái bàn ủi sợ phỏng á. Thì nói là thôi để tí nữa thì làm giùm cho, nhưng mà thì làm thì cũng biểu em Thiên phải ngồi coi thì làm. Để qua sang năm lên lớp 7 mình tự làm cho em và tự làm cho mình luôn. Lớp 7 là cũng đã lớn rồi. Năm nay em Thiên vô lớp 6. Mấy năm giờ? Hồi năm ngoái là thủy làm, thủy ủi giùm. Rồi năm nay Diệu Hiền lớn rồi, Diệu Hiền tự làm. Vừa cho hai em nhờ Diệu Hiền, nhưng mà em Thiên á, để em Thiên làm, không biết làm thì làm cho biết. Vậy là cũng thấy trưởng thành rồi cô chú anh chị. Gắm bàn ủi vô rồi cho nó nóng. Trong thủy ăn xong thủy ủi. Ủi cho hai em, rồi bắt hai em ngồi coi. Ủi về bên cái túi hả con? Bên phải hay bên trái? Bên phải hay bên trái? Mét ơi! Mét gì? Hả? Tự nhiên nó kêu là nó muốn làm sao khổ quá. Con mà cầm kéo. Cầm cái rồi, ăn này nè con. Cầm, cầm cái kéo là định cắt đi. Ăn này hai đứa ngọt cực kỳ không? Cầm cái kéo là định cắt không trốn. Ăn vui quá. Bún mắm ngon cực kỳ. Bê cái này ra ngoài. Bế này ra ngoài đi Thiên. Thiên bế này ra ngoài đi con. Ngồi đây ăn dưa nè hai đứa. Ngọt lắm. Hồi trưa gì năm ăn thử rồi ngọt không? À đúng rồi, bỏ đi đó nó ngứa. Ngồi xuống đây ăn dưa đi. Được không? Ăn dưa xong đi. Ăn dưa. Ăn ơi ăn thử rồi ngọt lắm. Ăn cho nó mát để nó khỏi chảy máu. Cam. Em Thiên với em Pháp hay chảy máu cam á. Đây, ngồi xuống ha. Ăn được hồ luôn. Được luôn. Ngon không? Ngon. Thủy mời bà cô chú anh chị ăn dưa. Nhà Thủy bán 15.000 kg. Hồi chưa Thủy ăn một mình thấy một trái bự luôn. Ngọt ha. Ngon không Thủy? Ngon. Không ngon để tao ăn cho. Quả này ngon hơn nè. Ừ đúng rồi. Quả này ngon hơn. Quả này xanh hơn. Em Pháp á, ăn cái gì cũng phải hỏi ngon không mới ăn. Quá ừ. Ngon, ở đó cho chú hả? Ăn không? Ừ. Mai mốt cái, mai mốt lớn tuổi về già con để cái ngon cho chú hả ăn lại, con ăn cái dở nha. Mai mốt lớn á, mai mốt lớn tuổi á. Còn bây giờ con nhỏ chú mãi để cái ngon cho con ăn. Này nó ngon nè, nè. Còn bây giờ mai mốt lớn chú Mãi già rồi con để cái ngon là cho chú Mãi ăn. Ăn cái này nè, ăn một miếng này nữa. Cái miếng này ngọt nè. Hồi nãy không chỉ nó cái miếng đó. Đó. Ừ. Đi ơi vô dặm giò. Để áo lon rồi. Cái này ngọt ăn nữa không Pháp? Không ăn, không thích.
Được rồi, áo đi rau này. Đây nè con, đây nè. Bánh bao, bánh bò gì nó lấy dưới. Ngồi đây cho dì Năm chỉ một lần qua sang năm con sĩ làm. Ủa mà ủi vô đây hả con? Đúng không? Ủi vô cái túi đúng không? Dì Năm nhớ hồi năm ngoái cũng ủi vô túi đúng không? Ừ. À. Có gỡ gì ra không con? Không. Hả? À, để gì luôn hả? Ừ. Có gỡ mà. Đâu có. Gỡ. Không. Đợi gì chưa? Thủy ghẹo em Pháp rồi chứ anh chị. Con ngồi đây nè. Dì Năm chỉ nè. Con phải làm cho nó thẳng băng như vậy nè. Rồi ủi vô. Không biết nãy giờ nó còn nóng không ta. Thôi 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 đừng đừng. Nóng lắm phải không? Rồi đây. Rồi. Hay là ủa đây. Đây nè. Trên này nhưng mà nó bị hở chỗ đây rồi xong đó, một lần mà giặt đó, nó ấy rồi. Thôi. Gì ha? Chứ bây giờ mà như gì ha? Dì Năm hỏi nè. Nhưng mà như gì xong đó, chỗ này nó bị hở xong đó, nước. Rồi. Còn không để anh đây. Để nó múc vô. Để nó đi. Rồi. Đây. Rồi nè con dì Năm chỉ nè nha. Nè. Đó cứ điền gì nè. Hôm nay bùng nè. Hả? Hôm nay bùng. Cái gì? Ủa nóng hả? Có nóng nãy giờ có nóng đâu. Lạnh tanh à anh Mãi ơi. Hồi nãy anh nói nó nóng nóng rồi nào. Trời ơi. Từ hồi nãy tới giờ anh Mãi nói nó nóng rồi mình ấy vô. Không có nóng rồi mình cứ sợ. Đáng lý nãy giờ là để nó nóng luôn đi. Là vì Năm ủi vô nó mau lắm. Phải chờ. Con ngồi đây, hai thanh niên ngồi đây, mai mốt hai thanh niên này á là trụ cột của gia đình, nghe chưa? Phải phụ gì, các gì rồi phụ mẹ. Phải tự lập nghe không? Em Pháp nè, con bỏ vô đây thấy chưa? Có thấy chưa? Con bỏ vô rồi xong rồi nóng rồi á. Trời ơi, nè. Nóng này hả? Ừ, nóng rồi đó. Rồi xong cứ gì nè. Mai mốt là để cái mền vậy. Ở lỡ mai không có cái mền. Nè, thấy không? Ở phải nóng. Mai mốt không có cái mền sao? Sao không có nhà ai lại không có mền? Ê, chết. Vậy hả chú? Vậy? Dạ. Nó chưa nóng mà. Thôi để gì vậy nha. Thầy đang bên lớp ha. Lớp 21 tự lên lầu á. Ừ, con học ở trên lầu hả? Không rồi. Ôi. Dưới đất mà. Ủa thằng này vì Năm hỏi nè có gỡ ra không chứ sao nó không ăn. Có gỡ không vì Năm nhớ gỡ mà. Gỡ sao được. Chứ sao nó không ăn. Sống ăn. Biết. Vì Năm quên rồi. Chị Hiền gỡ nó không ăn. Ảnh này phải nghe tiếng mới nằm được sao á. Có đồ đó. Không, cái này phải gỡ. Ủa anh Mãi sao nó không vô anh ơi. Hồi năm ngoái thì làm được mà sao năm nay nó không vô ra. Sao nó không dính vô anh à. Hồi nãy em biểu nó dán đó nó chịu. Sao dán đây không ngại? Phải nó. Dán ở đâu? Đại. Bấm chơi hổng lớp 11 ở đây nè. Dán ở đây nè. Người ta vặn ở đây, cả này ai vặn lại hả? Có ai vặn lại đâu. Trời ơi, ai đâu vặn lại. Nghe tiếng. Không biết nghe tiếng mới được.
Con nhìn chú mãi làm, để mai mốt con lớn con làm không? Cái áo cứu đâu? Không. Không kìa, người ta dán ở trên ngực đây nè, ngăn túi nó phình ra. Không phải phình ra, mai mốt bỏ vô trong máy giặt á, nó cũng rớt ra. Cứ dán vậy đi. Ờ. Thằng này sao nó không dính nè? Ủa mày hư rồi. Bữa dính rồi. Hồi bữa dính hả? Ờ. Bữa dính chứ sao không dính? Sao không nó dính kìa. Ai ấy hả con hả? Hiền á. Ờ. Chị Hiền đó. Rồi đó. Đồ nhiều nó. Mấy bữa em làm. Ôi. Được. Không hiểu đâu. Nè. Ờ. Được, đẹp ra hay quá. Quá trời. Hồi năm ngoái em làm chứ ai? À. Ừ. Bao nhiêu năm mà ta dán cho mấy đứa nó dán ở đây nè. Hồi năm ngoái anh làm hả? Em làm em ngồi trên lầu em làm. Cái lầu lóc mấy. Nó thẳng chưa hay là nó méo? Kệ nó đi. Méo không làm được nha. Kìa nữa. Nói gì? Hả con nói gì à? Trời ơi, có làm là mừng lắm rồi, còn chê làm lừa méo là không được. Kêu gái mẹ mày vô làm thì... Đó, thấy không? Chú mãi á, là còn con còn nhỏ chú mãi ủi đồ cho con nè, cho con học nè. Rồi mai mốt lớn lên là con phải ủi đồ lại cho chú mãi nha. Lớn lên là 18 tuổi. 18 tuổi. Ông mãi làm thêm đi để nó. 12 rồi. Sao? Ủa phải cái này không? Chỗ này không? Trời cũng làm hoài. Tiếng học cũng làm rồi. Đừng có ấy vô cái kia. Cái này nhất cái lôi chanh cho nó thẳng ra này sao. Đừng có ấy vô cái chữ này nha. Sao hết đó. Trời ơi. Sao? Cái này còn được chứ cái này không được đâu. Trời ơi, đẹp quá. Mặt số 5. Có ngày bạn có nó dằn quần số 1 con á. Lộn áo thì áo quan chú á giường sao con áo quan chú số 3 rồi con có cho không? Không. Ừ đừng có cho nha. Ờ nó số 2 con số 3 ừ con mà mặc số 2 là chặt nha. Số 2 là số rồi còn một bánh bò nằm đó tự nhiên số 2 là số giảm út bánh bò con đánh bánh bò miếng rồi nó. Con mắc làm sao rồi? Con mắt bánh bò sao rồi? Nó không ngủ sao? Rồi con mắt của bánh bò sao rồi? À. Kệ. Nó không ngủ sao á? Đang vô mình. Ê, cái này nè. Ồ. Con mặt số 2. Đó, cái video này làm. Ủa? Kỷ niệm nè, mai mốt đó, con lớn. Ủa? Lên con nhìn à, chú mãi đã từng ủi đồ cho con nè. Ủa sao số 2 rồi? Số 3 mà. Rồi, rồi nó lấy số 3 của con rồi, cái này số 2 rồi. Mai dán ha. Kệ nó. Vô thử coi vừa con. Hồi nãy gì Nam Định nói sao nó nhỏ quá. Vô thử coi vừa. Chạy. Rồi sao cái đó nhỏ xíu à. Nó dành của con rồi hả? Ai lấy? Bạn. Mai ra đổi, mối ra đổi lại, không có đồ lấy. Bạn lấy áo của con. Thôi bạn lấy áo rồi. Ủa? Nó chặt quá. Dạy chặt gì? Chặt nào? Ờ. Ok rồi. Số đó số 2 mà. Con số 3 cơ. Ờ hồi nãy con nói số 3. Rồi hai đứa giành qua giành lại lộn rồi. Thằng kia nó lấy. Thằng kia nó chặt nó lấy nó chặt. Ôi sao mà mấy người này kỳ quá à. Áo mà cũng dành. Ủa mà vô trong đó con không có mặc hay sao mà nó dành? Không cặp nữa. Có mà. Nó cởi rồi đã bay nữa. Cái này chắc qua sang năm là bỏ.
Đại gia khác một sợi. Nè nè anh Mãi. Đại gia Kim còn dê. Đại gia Kim năm hai áo. Nè. Ba áo. Em nói anh ấy cho đàng hoàng đi. Hai ba ngày sau bốn cái gốc á, anh đi bốn gốc á. Hồi năm ngoái em ngồi em đi bốn gốc một học một năm trời không có bị luôn. Còn nó như Diệu Hiền dài bữa gỡ ra rớt. Sáu tám hả con? Chuẩn quốc gia. Quốc gia Canada. Hồi năm ngoái em đi dữ lắm. Rồi cái này đây. Trời ơi, mấy đồ này dơ hết rồi hả? Ừ. Hả? Ngày mai mới giặt đi. Để mai giặt. Mai tụi con nghỉ mà đúng không? Ngày đồ này sáng mai giặt luôn. Chứ mới ủi mà. Mai Pháp đi học không? Pháp có đi học không? Nó như cái áo này nó dài, áo đó nó cục mà. Áo đó bằng con. Ừ. Mà cái áo này cũng bự. Áo này số mấy? Ồ, vậy là nó dành áo của em rồi. Cái ba nó dành nó đổi thành áo số 2 rồi. Đồ nào của em cũng số 3 mà. Bữa nào vô đòi lại nó nha. Đòi vô cái tên sao? Đòi sao được đòi, thằng này nó có biết đòi đâu. Mà con có biết thằng nào đòi không? Quang là con ai? Đúng rồi, thằng Quang hả? Quang nó dành của con hả? Vậy là nó cũng mập thù lù á, đúng không anh Mãi hả? Ờ, thằng đó nó dành của... Tên gì? Thằng Quang. Hả? Thằng Quang. Thằng Quang hả? Hoàng. Nó tên Hoàng anh mà. Trời ơi, trời ơi. Hương em. Không có được cắn em ấy chứ. Quang. Cấp. Ồ ồ. Con bánh bò dài bữa mà cũng bị cắn mắt rồi, cắn chết à. Quang. 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 Quang phải không? Quang. Quang ha. Quang. Tình Quang mà. Quang hả? Quang là con bà Biên hả? Sao nó dành của con rồi, thằng đó nó bự lắm. Nó mập mập hả? Nào, nó có mập không? Nó cũng mập, mẹ dì Năm biết mà. Dì Năm gặp nó hoài. Có mập đâu. Nó ăn cơm nhà ông Kỳ đó. Nhưng mà nó bằng nó đúng không? Nó mập hơn Pháp á. Cái đầu nó bự hơn. Nó đầu bự hơn Pháp. Pháp nó cao hơn. Ồ, cái thằng đó nó khôn lắm. Nó làm lớp trưởng. Dán cái này vô đây cho con. Dán ở đây, dán ở đây. Không, con. Dán ở đây nè. Bắt dán đây nè. Cái này bán chú. Đúng rồi, bán chú đúng rồi. Chú đừng dán mặt vai. Dán. Thôi. Bán chú dán vậy cho người ta thấy cho qua. Đấy gì rồi, nhưng mà sao lại không dán rồi ấy? Sao lại không dán rồi chỗ nào? Mặt thì nó đằng trước hả? Ừ. Đây hả? Cái áo đó chặt quá. Mà bà Biên sao bà mua đồ cho con bà chặt chứ hả? Để người xài để đâu giờ cứ hỏi mệt quá. Điều khiển ta nằm đó mà cũng hỏi, không chịu đi tìm mà cứ hỏi. Mà ta đang quay video mà. Nói không? Diệu Hiền làm bị sức thấy không? Không, cái này trường mà. Trường bị sức thì phải may lại, cơ mẹ may lại. Ủi đi. Ủi sao được? Cái này thì may chứ ủi vậy. Đâu ủi vô được. Có cái đường giờ đường chỉ mà. Thử ủi thôi. Ủi lại nó xong luôn đó ông. Lỡ máy chạy đi. Không may cầm ra ủi. May ông. Nhưng mà anh ủi thử coi. Ủi cháy. Còn gì nữa không?
thấy chưa tắt đừng tắt nặng đây như cua đây nè xà xà cua cho nhanh bước luôn. Từ từ nó đang nóng mà chú mãi mới ủi đồ cho hai em xong rồi cô chú anh chị ơi đó thấy chưa cảm ơn chú mãi đi trời ơi nhìn thấy đem đồ này vô đây ủi đồ xong hết rồi cô chú anh chị ơi. Video của Thủy dài dữ lắm rồi cô chú anh chị. Chắc Thủy xin dừng video tại đây luôn để nghỉ ngơi. Ngày mai đi bán, ngày mai thứ bảy. Trước khi kết thúc video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú. Hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau. Bye bye.